Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. Trong kho ứng dụng của điện thoại di động có hàng nghìn ứng dụng khác nhau, trong đó có những ứng dụng rất độc hại. Sau đây, Top Tin TV sẽ gửi đến các bạn 10 ứng dụng độc hại nhất trên di động. Bạn hãy theo dõi hết video để xem điện thoại của bạn có đang cài đặt ứng dụng nào không nhé. 1. App diệt virus. Nếu các bạn gõ trên CH Play có app diệt virus sẽ hiện ra rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nên tránh xa những app này ra bởi nó rất nguy hiểm. Gần như các app diệt virus trên CH Play đều là những app cài mã độc, làm máy các bạn chậm đi, lấy dữ liệu cá nhân của bạn, trừ những phần mềm nổi tiếng. 2. Deo Battery là một ứng dụng tiết kiệm pin miễn phí giúp kéo dài thời gian dùng pin. Tuy nhiên, ứng dụng này chứa rất nhiều quảng cáo. Thực tế khả năng tiết kiệm pin là không có, mà còn làm máy bạn thêm tốn pin và nặng máy. Khi bạn cài và bấm vào tải ứng dụng, bạn sẽ nhận được quảng cáo kéo dài. Và điều quan trọng hơn, tác dụng không như những gì quảng cáo của nhà sản xuất. 3. Những ứng dụng thêm RAM. Không hề có tác dụng gì mà còn gây tác dụng ngược. Những ứng dụng này làm máy chậm, chứa nhiều quảng cáo, nhiều virus làm máy chậm thêm so với trước khi tải rất nhiều ứng dụng được quảng cáo. Các bạn không nên tải những app này dù bất kỳ lý do gì. 4. FacePlay là trình tạo video giúp người dùng hóa trang nhanh chóng. Ứng dụng này sẽ giúp người dùng ghép mặt để tạo một video hài hước hoặc hóa trang thành các nhân vật cổ trang Trung Quốc, Hàn Quốc hay đung đưa trong những điệu nhảy đang hot trend nhất hiện nay. Ứng dụng này bị tố gian lận khi giá trị thanh toán thực tế không phải là 1.390 đồng trên tuần hoặc 10.590 đồng trên năm như hiển thị, mà là con số với mức giá khá chát lên tới 139.000 đồng trên tuần, 1.059.000 đồng trên năm. Những khách hàng không để ý và sử dụng các ví điện tử để thanh toán chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của trò bịp, với mức tiền bỏ ra cao hơn gấp 100 lần so với ý định ban đầu. Ứng dụng này còn khiến người dùng phải ngỡ ngàng và bật ngửa thêm một lần nữa khi phát hiện đây là trò chơi trả phí được gia hạn thanh toán tự động mà nhà phát triển cho tới hiện tại vẫn chưa quên hủy gia hạn. Như vậy, khi một người dùng đã bị lừa mua ứng dụng, họ sẽ tiếp tục phải trả phí cho những tháng tiếp theo mà không thể làm gì khác để ngăn FacePlay móc ví. Thêm nữa, có được những thước phim ngắn giúp người dùng biến hình thành các nhân vật trong video có sẵn. Với hình ảnh được xử lý tinh tế, chính xác, họ sẽ thu thập hình ảnh về gương mặt, từ đó giúp ứng dụng có thể nhận diện và xử lý gương mặt trên video được hiệu quả và chính xác hơn. Đặc biệt, không chỉ thu thập dữ liệu về hình ảnh gương mặt của người dùng, FacePlay còn thu thập nhiều dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư khác của khách hàng như quyền xác định vị trí của người dùng, thông tin liên lạc, email, lịch sử giao dịch. 5. FaceApp là một ứng dụng di động được phát triển bởi công ty của Nga, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các biến đổi khuôn mặt rất thực tế trong các bức ảnh. Ứng dụng có thể biến đổi khuôn mặt để khiến nó cười, trông trẻ hơn, trông già hơn hoặc thay đổi giới tính. Khi tải và muốn sử dụng được app, bạn phải đồng ý cấp quyền của nó, và các điều khoản mà nó đưa ra gần như chiếm dụng quyền sử dụng điện thoại của bạn. Và hậu quả của nó có thể hiểu hơn đơn giản là số lượng hình ảnh toàn bộ người dùng tải trên app dường như cung cấp một nguồn dữ liệu khổng lồ, và chẳng có gì là chắc chắn rằng họ sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba, dùng làm visa, nick ảo, comment giả, hộ chiếu. FaceApp đọc và xử lý thông tin bộ nhớ trên điện thoại của bạn, và tất nhiên bạn có dữ liệu gì quan trọng thì nó cũng có khả năng lấy được. Khi sử dụng FaceApp, trước tiên bạn phải tải lên app hình ảnh gốc, sau khi chỉnh sửa bạn sẽ phải tải về để dùng. Cho nên việc tải ảnh sau khi chỉnh sửa dính virus là không thể tránh khỏi. Cuối cùng là mọi ứng dụng bạn dùng cho Face ID để truy cập được thì việc mất thông tin cá nhân, tài khoản lại càng hiện hữu. 6. Japanito. Nghe có vẻ dễ thương phải không nào? Nhưng thực tế game lại đem đến cho người chơi một cảm giác vô cùng ghê rợn. Bài hát của con búp bê mang tính ám ảnh cực cao. Tiếp theo đó là màu sắc chủ đạo của game là màu đỏ. Thi thoảng khi con búp bê tiến hóa, nó sẽ biến thành mặt trắng làm cho game trở nên vô cùng u ám và kinh dị. Cốt truyện của game không rõ ràng, nhưng cơ bản là bạn sẽ nhặt được một con búp bê ở giữa đống máu người vô tội. Bản thân nó bị ám bởi một thế lực siêu nhiên nào đó. Bạn sẽ mang nó về nhà và nuôi nấng. Công việc chủ yếu của bạn là chăm sóc nó, cho nó ăn hàng ngày. Con búp bê hấp thụ đủ số lượng cần thiết, nó sẽ tiến hóa sang một hình thái khác. Càng về sau, hình thù của nó sẽ càng rõ rệt một cách kinh dị. Thật sự là một trò chơi kinh dị. 7. Green Master. Green Master được quảng cáo là phần mềm dọn rác trên điện thoại và máy tính, giúp bạn xóa sạch các file rác trên thiết bị nhằm giải phóng các bộ nhớ cho hệ thống, đồng thời tạo báo cáo chi tiết những file đã xóa. Tuy nhiên, Tính năng chính của ứng dụng này lại là quảng cáo, gồm tải quảng cáo nhiều, tải xuống nhiều quảng cáo trên màn hình khóa thứ hai, quảng cáo bên trong ứng dụng, quảng cáo được chèn vào các trang web một cách vô lý khi sử dụng tính năng duyệt web an toàn. Ứng dụng này còn rất tốn pin. 8. UC browser là trình duyệt web trên di động. Đây là trình duyệt sử dụng khá mượt nhưng được phát hiện là trình duyệt theo dõi, lấy cắp dữ liệu của người dùng. Tất cả tài khoản từ tài khoản Google, mật khẩu tài khoản ngân hàng và các mật khẩu khác sẽ bị đánh cắp và gửi về máy chủ tại Trung Quốc. Bạn không nên sử dụng app này cho điện thoại của mình. 9. Girl Around Me. Đây là ứng dụng cho biết vị trí và thông tin của một cô gái xung quanh người dùng. Ứng dụng này đã vi phạm chính sách API của Google. Nó có một công cụ vị trí địa lý cho phép bạn đang theo dõi mọi người thông qua các bài đăng trên Facebook hoặc đăng ký công khai của họ. Sau đó, có thể kết nối ngay với họ thông qua Facebook. Ứng dụng này đã nhanh chóng được xóa khỏi App Store. 10. Dinos là một ứng dụng dựa trên trí thông minh nhân tạo, sử dụng thuật toán học hỏi một cách máy móc để lột đồ phụ nữ, tạo ra ảnh khỏa thân từ bản gốc. Mặc dù hình ảnh này là ảnh ảo, nhưng nếu sử dụng sẽ rất nguy hiểm đối với phụ nữ. Tác giả của ứng dụng này đã nhanh chóng gỡ bỏ, nhưng vẫn có những kẻ đã phát triển những phiên bản tương tự và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!